Маний Магтаал Аврал гурван цохогт Аврал гурван цохогтоо алс лугэ талвэржо ара хормог үгээр амтан бүхэндээ нэтгэлтэй Ом мани вакме хом ом мани вакме хом ом мани вакме хом ом мани вакме chưa hoàn toàn hoàn toàn hoặc là chưa có ý muốn hoặc
là chưa có thể đoạn trừ được. Thì cái hạng này Đức Phật gọi là này còn bị kết xử, còn bị sai xử, tức là còn bị lò mọc nó lôi kéo, tức là chính là từ phàm phu. Phàm phu cho đến còn bị tu đạo bạn, tức là vẫn còn bị lôi kéo, tức là mới cho đến cái vị tu đạo bạn á, mới chỉ đoạn được thân kiến, nghi và giới cấm thủ thôi, nhưng mà tham hoàn toàn còn, sân hoàn toàn còn, cho nên là vẫn gọi là bị kết xử, vẫn còn bị sinh nghi, vẫn còn bị kết xử lôi kéo. Và đến hạng thứ hai thì đối với hạng này thì phải nói là còn sinh nghi, tức là còn chưa có được, còn đang ở trong cái trạng thái từ phàm phu cho đến tiến đến kết quả vị hữu duy. Và đến kết quả vị thứ hai là quả vị gì? Tư đà hàm. Tư đà hàm thì cái vị này làm cái gì? Làm tiếp một việc gì nữa? Tu đà hàm là đoạn trừ được ba cái này rồi, còn vị tư đà hàm thì sẽ làm cái gì? Chưa thể được tham sân. Vị này tức là làm nhẹ bớt tham và sân thôi, làm nhẹ đi thôi. Cái tham và cái sân đó, sở dĩ chúng ta biết tại sao mà gọi là hạ phần kiết xử với lại thượng phần kiết xử không? Hạ phần kiết xử và thượng phần kiết xử thì thế nào nặng nhẹ hơn? Đúng rồi, tức là hạ với thượng thì cái cao cái thấp thì rõ ràng rồi. Thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa ngay cái chữ là chúng ta đã thấy rồi. Tức là hạ tức là nó nặng nhẹ, bởi vì chúng ta thấy là cái cõi chúng ta là dưới là nó điều hành bởi cái tham này, là cái nặng nhẹ nhất, khó bỏ nhất, và cái đặc biệt nữa nó là cái tướng thô nhất. Thân kiến nghi giới cấm thủ tham sân là năm hạ phần kiết xử, bởi vì nó rất là khô. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi qua năm cái thực phần kiết xử, chúng ta thấy tại sao là nói là cái này khô và cái kia tế. Nó khô và cái khô thì bao giờ nó cũng khó bỏ hơn là cái tế. Cái tế là chúng ta đã đi rất là xa rồi, nó còn rất là tế nhị, mà đến mức mà nó tế nhị đến mức mà chúng ta không nhận ra đó, nó là cái kiết xử, cho nên được gọi là tế, cho nên được gọi là chương. Thì cái vị tu đà hàm này, tư đà hàm này là đã làm nhẹ bớt tham sân, nhưng mà vẫn còn bị sinh nghi, tức là vẫn còn bị các kết xử mà tới buộc, cho nên vị này vẫn được gọi là nằm trong cái gì, tức là vẫn còn dư nghi. Đó là hạng người thứ hai. Và hạng người thứ ba là gì? Anaham. Anaham thì vị này làm được cái gì nữa? Anaham thì vị này hoàn toàn diệt trừ tham, tức là hoàn toàn đoạn trừ được năm kiết xử. Tất nhiên là đã đoạn trừ được tham sân, vị tu đạo hạnh vị đầu tiên mà đoạn trừ được thân kiến nghi dưới cấu thủ, thì rõ ràng là vị Anaham này cũng đoạn trừ được cái này. Thì đến đây á, vị này mới được gọi là có niết bàn hiếm duy. Niết bàn hiếm duy là chỉ cho cái vị Anaham này. Hiếm duy là gì? Niết bàn hiếm duy, hiếm dư tức là vẫn còn cái để làm, vẫn còn việc phải làm. Còn niết bàn vô duy tức là không còn việc gì phải làm nữa. Chúng ta hiểu rất rõ ràng là như vậy. Để sang cái quả vị thứ tư, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là cái gì là hữu, cái gì là còn. Thì cái vị này đó, cái vị này, cái hạng người thứ ba Đức Phật miêu tả là gì? Tức là cái vị này đó đã hoàn toàn đoạn trừ tham sân si, tức là đã đi hết được tham, chưa đoạn trừ si, tức là thân kiến đi dưới cấm thủ tham và sân, tức là vị này đã đoạn trừ được năm cái hạng phần kiết xử rất là khô rồi. Và sang cái phần tức là vẫn còn bị vướng mắc về cái tế, tức là đi vào tướng thô, chẳng hạn như chúng ta thấy cái chuông, chúng ta thích cái chuông, nhưng mà tức là còn thân còn ý, tức là còn tưởng và cái vật nó sở hữu nó có tướng như thế này. Nhưng mà đến cái vị Anaham đó, tức là cái vị này đã đi tới bốn cái định của vô sắc, tức là không còn tướng nữa, và thậm chí là đắc luôn được cái định thứ 9, tức là diệt thọ tưởng định, tức là thọ và tưởng cũng không còn nữa, tức là cái ý nghĩ nó cũng rất là mờ nhạt nữa, nó không còn cái hình nó, tức là hoàn toàn có thể diệt bỏ cái tôi của mình rồi, nó hoàn toàn gần như không có, nó chỉ còn một chút gọi là hơi mơ hồ là có cái gọi là tôi làm thôi. Cho nên cái vị này á, trong một cái câu chuyện có một cái vị tên là Kemala, thì tỳ kheo này thì tu hành rất là cẩn thận, và cái công năng tu tập thì ai nghĩ rằng cái vị này đã tắt được quả A La Hán,
Nhưng mà thực chất là cái vị này, ngay bản thân cái vị này thì mình nói rằng là biết được bản thân mình là chưa đắc được A-la-hán. Và vị tự nhận mình là vẫn còn có một cảm giác mơ hồ, gọi là có một chút gì đó gọi là tôi là ở trong cái tư tưởng của cái vị này. Cho nên chính vì thế mà cái vị này chưa hoàn toàn đắc được A-la-hán, cho nên là còn một cái chút tư duy đó. Nhưng mà cái vị này, một chút tư duy đó là cái gì? Tức là vị chợt thiêm lên, nhưng mà lập tức là có khả năng dẹp tắt ngay được, giống như là trong cái mô tả, giống như là một cái giọt nước mà giữa một cái thời tiết nó hơn 100 độ, một cái giọt nước mà rớt xuống giữa sa mạc hơn 100 độ đó thì lập tức nó tan biến liền, có thể nhận ra được nhiều được liền. Còn chúng ta nó còn là trong năm cái tượng Phật kết xử đó, chúng ta nhìn thấy nhưng chúng ta không biết nó là kết xử, cho nên là nó còn chỉ thiếu thô, còn rất nhiều tư duy. Và cái vị mà A-la-hán này là tức là còn học hữu tư, hữu học và vô học, chúng ta biết được đúng không? Vô học là chỉ cho một vị A-la-hán, còn hữu học tức là chỉ cho những vị mà còn từ phàm phu và còn phải học tiếp để mà đạt A-la-hán. Cho nên hữu duy tức là còn cái để làm, tức là vị A-la-hán này tuy rằng là gần như là đạt được A-la-hán nhưng mà vẫn còn một chút rơi rớt của kết xử, cho nên vẫn được gọi là cái vị này được gọi là vị đạt hữu duy. Và cuối cùng cái hàng người thứ tư đó là A-la-hán, là hoàn toàn loại trừ được năm hạng phần kết xử. Và năm thượng phần kết xử. Năm thượng phần kết xử là chúng ta còn nhớ là cái gì không? Dục ái. À, hữu ái, xin lỗi. Chúng ta với sắc ái, sắc cho dễ. Sắc ái, vô sắc. Thì cái này nó đi vào rất là tệ. Thế là chỗ là gì? Sắc ái và vô sắc ái thì chúng ta biết rồi. Sắc ái tức là dục ái, tức là phần tức là cái tướng tô này. Khi mà đến sắc ái rồi thì cái hình tướng của nó rất là tế nhị hơn, và vô sắc ái thì hoàn toàn không có hình tướng nữa. Và đến mạng trọng cửa vô minh là chúng ta biết nó là cái gì không? Mạng thì chúng ta biết là kêu mạng trọng cửa, tức là chúng ta lang thang đi. Vì cái này trên thực tế chúng ta biết là nếu mà chúng ta thu gọn lại thì nó chính là si thôi. Tại sao si? Bởi vì mạng thì vì chúng ta không có trí tuệ, cho nên là chúng ta mới kêu mạng những cái mà chúng ta chưa có đắc được. Và trao cửa là gì? Tức là chúng ta còn lang thang chạy chỗ này chạy chỗ kia, tìm thế này tìm thế kia, là bởi vì chúng ta chưa có sản xuất, chưa có quyết định được, cho nên là nó còn thuộc về trao cửa. Và vô minh thì tất nhiên là si được, cho nên là chúng ta thấy là cái nặng nhất là tham và sân, là trong năm hạ phần kết xử chúng ta đã đoạn trừ. Sang đến đây đó là cái si nó tế nhị hơn, và cái sắc ái và vô sắc ái nó tế nhị hơn, cho nên là cái vị A-la-hán là cái vị hoàn toàn đoạn trừ hết năm cái thượng phần kết xử này nữa. Cho nên được gọi là A-la-hán cũng được mô tả là gì? Tức là người đã đặt cái nặng xuống, những việc cần làm đã làm và không còn trở lui lại trạng thái này nữa, thì đó được gọi là vô duy. Tức là cái vị này không còn cái gì phải làm nữa, không còn một cái kết xử nào rơi rớt ở trong tâm mình nữa, thì cái này được gọi là niết bàn vô duy. Bởi vậy cho nên là cái bài trước chúng ta học, chúng ta mới thấy là niết bàn có thể đạt được ở ngay trong trạng thái này, chứ không phải chờ chúng ta mất đi hoặc là chúng ta không còn phải tái sinh lại hay như thế nào nữa. Thì chúng ta thấy là bởi vậy cho nên mới nói là một trong những tính chất của đạo Phật là thiết thực hiện tại và có kết quả ngay trong cuộc sống này, là bạn chứ không cần chúng ta phải chờ đến bất kỳ một cái kết sống nào hay một cái phút nào hết. Cho nên chúng ta thấy là niết bàn là chúng ta có thể đạt được ngay bây giờ, kể cả niết bàn hữu duy và niết bàn vô duy đều có thể đạt được ngay tại lúc này. Tất cả các vị A-la-hán giống như ngài Xá Lợi Phất hay ngài Hữu Thiện Tiên là các ngài đã hoàn toàn đạt cái nhận xuống và hoàn toàn đạt được niết bàn vô duy. Thì cái này chúng ta có thắc mắc gì nữa không? Chúng ta biết, nhưng mà trong những cái bài kinh nếu mà chúng ta học tiếp theo thì trong những kinh điển thì nó ra nó sẽ rõ những điều này. Chúng ta đi sang tiếp chương cái bài tập của bài số 13. Chúng ta mở trang số 94. Câu số 1 là The Path that leads to the cessation of suffering is called the A, the wisdom path, B, middle path, C, equally qualifications, D, noble, effort path. B. Một là B. B.
D&D. Và ngay cái bài học 13 ngay đầu tiên chúng ta đã thấy rằng thứ 2, 4, 5 đó là This is known as the middle path, là con đường chúng ta. Tất nhiên là con đường của đau là con đường thánh đạo 8 ngày là đi là rõ ràng rồi. Và wisdom path thì chúng ta trong đạo Phật chúng ta không có cái con đường nào gọi tên là con đường trí tuệ cả, mà chỉ có trí tuệ thật chứ nó không phải con đường. Trí tuệ là một cái trạng thái chúng ta tu tập. Rồi câu 1 là đi và đi. Rồi câu số 2: In wisdom, the qualities that make one to be perfect is A là compassion and wisdom, B noble ethical path, C là ethical conduct, which includes right speech, right action, right livelihood, D là all of the above. D. Rồi A đúng không? A. Rồi B. B đúng không? B đúng luôn hả? Tất cả đều đúng luôn ạ. Rồi bây giờ mình đi làm được là A đúng hay B đúng không? Rồi bây giờ B không đúng đúng không? Rồi C đúng không? C đúng hả? Rồi chúng ta sẽ lần lượt đi này. Trong đạo Phật, yếu tố là một con người hoàn hảo là từ bi và trí tuệ. Thì chúng ta ở trang số lần trước chúng ta học rồi đó, Compassion and Wisdom, trang số 91, ở cái đoạn thứ hai, đây là cái đoạn cuối cùng của trang đó. According to wisdom, for a man to be perfect, và chúng ta thấy là quality that one to be perfect thì cần cái gì này? There are two qualities that he should develop equally: compassion on one side and wisdom on the other. Thì chúng ta thấy là chỉ có A đúng thôi. Noble Ethical Path là con đường để chúng ta tu tập. Con đường này nó gồm có 8 chi phần thì nó thuộc một lĩnh vực khác rồi. Và C là Ethical Conduct thì nó chỉ là một phần trong 8 thánh đạo thôi. Thì rõ ràng là chỉ có làm cho chúng ta mà được perfect đó là B và G. Đức Phật được gọi là gì? Phước trí, nhìn nghiêm hoặc là phước trí, đẹp là phương tác Phật, phước và trí. Phước và trí. Phước trí đẹp là phương tác Phật thì phước chính là B. Và trí chính là wisdom. Rồi câu 3. Which one is not one of the factors of the ethical conduct? A là right livelihood, B là right speech, C right understanding. À, cái phần C chúng ta sửa bên tiếng Việt là nếu có sai thì chúng ta sửa là right understanding, tức là tránh kiến chứ không phải tránh tư duy. Rồi D là right action. Vậy là câu 3 này cái nào đúng? C đúng rồi. Right understanding, tránh kiến thì nó thuộc về tuệ, nó không thuộc về giới. Rồi chúng ta xong 3 câu hỏi, có thắc mắc gì ở đây không ạ? À, cái này thì thế thôi đúng không? Chúng ta đi vào bài mới nhé. Rồi bây giờ chúng ta bài số 13, chúng ta đã đi xong được đang đi cái phần đạo đế thứ tức là chúng ta đi vào cái chi phần thứ tư của tứ thượng đế, đó là đạo đế. Thì chúng ta đã đi được xong cái phần giới rồi. Giới gồm có 3 phần là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bài 14 là định và tuệ, là chúng ta kết thúc cái phần tứ thượng đế. Bây giờ có một câu hỏi khác là thiền định tức là gì? Tức là thiền định là cái trạng thái như thế nào? Buông xả, mình nghe đến buông xả. Chú tâm, nhắc không? Chú tâm, đừng ạ. Rồi còn gì nhau? Còn nhiều lắm. Nhất tâm. Nhất tâm.
gì không? Là trạng thái tâm thức của chúng ta như thế nào? Tĩnh lặng. Ngoài còn gì không? Ở đây có ai nghĩ rằng là thiền định là cái trạng thái mà chúng ta buông xả cũng đúng đó, nhưng mà cái này chúng ta phải lưu ý, tức là có phải là chúng ta buông hết mọi tư tưởng mà không có làm gì không? Dạ, đúng rồi, bởi vì chúng ta thấy là trong thiền định là chúng ta phải làm rất nhiều việc, mà ngay trong cái chi phần của thiền định chúng ta thấy có một cái là gì? Tránh định tĩnh, tức là chúng ta đào được tâm của chúng ta okay. Gây gớm và mạnh mẽ, chúng ta phải chiến đấu với cái nội tâm của chúng ta rất mạnh mẽ. Đức Phật chúng ta cũng vậy, khi mà Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội hình Bồ Đề là Ngài phải chiến đấu biết bao nhiêu với ma vương, ngoại ma và nội ma. Chúng ta thấy là nếu mà thiền định của chúng ta định một cách đơn thuần, nó buông xả hay là tĩnh lặng của tâm hồn thì nó chỉ được một chút xíu của thiền định thôi. Còn thiền định nó còn rất nhiều việc khác, là như ở đây thì được dịch là gọi là chỉ vào tâm linh, hay chúng ta nói một cách mà mạnh mẽ nữa là phải gọi là đào được. Đào được tâm linh tức là chúng ta cày xới tâm hồn chúng ta một cách rất là mạnh mẽ, thì chúng ta có thể vượt qua được tất cả mọi chướng ngại nội ma và ngoại ma. Chúng ta đọc vào bài ngày hôm nay Mental Discipline. Next comes mental discipline, in which included the three other factors of the S4 path, namely right thoughts, right mindfulness, or attentiveness, right concentration. Tiếp theo là đào được tâm linh, hay chúng ta gọi ngắn tắt lại là định hoặc là thiền định, thì nó gồm ba yếu tố trong bát chánh đạo, đó là chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định, tức là số 6, số 7 và số 8 ở trong cái thứ tự của bát chánh đạo. Thì chúng ta đọc tiếp là để biết ray force là cái gì. Ray force is the energetics will to prevent evil and unwholesome state of mind, harmonizing and to get rid of such evil and unwholesome states that have already arisen within a man. To cause to arise good and wholesome states of mind not yet arisen and to develop and bring to perfection the good and wholesome states of mind already present in the man. Chánh tinh tấn tức là một cái ý chí mạnh mẽ để làm gì, tức là để có bốn việc phải làm để mà ngăn chặn những cái việc ác hay là những cái trạng thái xấu của tâm thức khi mà nó đã khởi lên rồi, hoặc là tránh tất cả những cái ác và cái xấu mà nó đã khởi lên trong một con người. Thì cái thứ nhất tức là tránh để cho nó không, nó chưa khởi thì đừng cho nó khởi lên, cái nó khởi lên rồi thì ngưng không cho nó khởi nữa. Và thứ ba là để chế tạo hoặc là để làm phát sinh ra những cái tốt ở trong tâm mà nó chưa phát sinh, tức là khi mà trong tâm ta chưa có cái gì thiện thì làm cho nó phát sinh ra, chưa có thiện thì làm cho thiện phát sinh, và khi cái thứ tư tức là có thiện rồi thì chúng ta làm cho nó mạnh mẽ hơn. Thì đó là cái chi phần thứ nhất của chánh tinh tấn. Nên chúng ta thấy là rất rõ ràng trong thiền định là không phải chúng ta chỉ ngồi tĩnh lặng, mà chúng ta phải làm sao để cho khi mà ngồi đó các cái thiện pháp nó được sinh khởi, chưa sinh thì được sinh khởi, đã sinh thì được tăng trưởng, và các cái ác pháp nếu như mà nó chưa sinh thì không cho nó sinh, và đã sinh rồi thì chúng ta phải không cho nó sinh nữa.
thì đó là một chi phần thứ nhất của định, là chúng ta phải làm việc bốn cái này. Chúng ta thấy là để mà làm được không phải dễ dàng, cho nên là cần phải một cái đạo, một cái sự đạo luyện rất là ghê gớm của tâm hồn. Thì đó là chi phần thứ nhất của định. Chúng ta sang chi phần thứ hai của định, đó là right mindfulness, tức là chánh niệm. Chúng ta cùng đọc ra right mindfulness. Right mindfulness is to be diligently aware. Mindful and attentive. With regard to the activities of the body. The sensations of feeling. Sensations of feeling. The activities of the mind. And ideas. Conceptions. And things. The practice of concentration on breathing is one of the well-known exercises connected with the body for mental development. There are several ways of developing attentiveness in relation to the body. Phần tiếp theo là chánh niệm. Thì chánh niệm chắc chúng ta nghe nhiều rồi, và chúng ta thấy là chánh niệm cũng không phải đơn thuần là chúng ta ngồi để cho tâm chúng ta được thư thảm thư thái, mà chánh niệm đây là chúng ta phải biết rõ sự vật, tức là chúng ta biết cái gì là cái gì, tức là thấy những sự vật một cách như thật. Thì chúng ta chánh niệm tức là chúng ta chú ý luôn luôn thấy biết một cách có ý thức đầy đủ về thân, activity of the body là tất cả các hoạt động của thân, sensation of feeling là cảm thọ, activities of mind là của tâm, idea, thoughts, conception and things, tất cả cái này có thể nói là tư tưởng, hoặc chúng ta nói chung một cái gọi là pháp. Đây tức là có bốn đề mục về chánh niệm. Thì chúng ta có bốn đề mục để quan sát, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Bốn đề mục này chúng ta thấy là nó bao quát tất cả mọi các cái hoạt động của cả thân và tâm chúng ta. Khi mà chúng ta có chánh niệm đầy đủ về thân và về tâm thì thân và tâm của chúng ta sẽ được bình lặng. Thì chúng ta có một cái ví dụ chúng ta đã từng nghe rất nhiều rồi, chúng ta thấy là khi một cái ly nước mà chúng ta quậy đục lên đó thì chúng ta không có thể thấy được gì đấy. Khi mà chúng ta để thả lỏng xuống thì chúng ta sẽ thấy rất rõ, và tương tự như vậy. Thân của chúng ta cũng vậy, tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta có một cái chánh niệm về thân và tâm thì cả thân và tâm của chúng ta sẽ bình lặng. Và nếu mà chúng ta có thực hành chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy rằng là lúc đó cái thân thể của chúng ta như một cái khối rất là vững chắc, có thể nói là giống như một cái trụ đá không có thể gì lung lay được. Khi mà chúng ta đạt được cái mức độ này đó thì chúng ta thấy là bát phong si bất động là chính ở đây mà thôi. Thì cái việc thực tập thân thọ tâm pháp này là cái đề mục rất là lớn, và trong bốn đề mục này thì có và nó cũng không có dễ dàng. Và trong chính vì thế mà có một cái thực hành chánh niệm khác dễ hơn, đó là chúng ta thực hành chánh niệm về hơi thở, tức là cái đoạn tiếp theo đó là cái việc thực tập chánh niệm hoặc là thiền định qua hơi thở. Đó thì là một trong những cái bài pháp thực tập rất là phổ biến, nó liên hệ với thân để phát triển tâm linh của chúng ta, và có rất nhiều cách để mà phát triển về sự chú tâm liên hệ với thân thể của chúng ta, đó là như là một cách để thiền quán. Thì bốn cái đề mục ở trên 1, 2, 3, 4 là thân thọ tâm pháp, là chúng ta thực tập chánh niệm cả về thân cả về tâm, và cái đó là một cái bốn cái lĩnh vực này rất là lớn. Nếu mà chúng ta chưa có quen với thiền định và chưa quen với việc thực tập về chánh niệm đó, thì chúng ta cách tốt nhất là chúng ta chọn chánh niệm về hơi thở, là cái mà nó liên hệ rất là gần gũi chúng ta, vì hơi thở là lúc nào chúng ta cũng hơi thở. Và đây là một bài tập rất dễ dàng, chúng ta chỉ có quan sát hơi thở đi ra và hơi thở đi vào. Thì đây là một trong những đề mục quán liên hệ đến thân, bởi vì hơi thở nó thuộc về thân của chúng ta. Thì ở đây chúng ta biết là có một cái bài kinh về giáo giới La Hầu La đó. Có một lần ngài La Hầu La lúc đấy còn nhỏ lắm, ngài đi thi giảng với Phật, đi ẩn thực ở trên đường đó. Thì lúc đó cũng mới đi tu, còn nhỏ cho nên ham vui, cho nên là đi
trên đường như là theo nước Phật thì truyền thống thì có thể như là mặt nhìn thẳng, không có để ý hai bên, nhưng mà ngài là hầu là để ý bên đó, để ý bên kia, thế là người ta trầm trồ nhìn mình thì tự hào tự kiêu, tức là biết rằng là khi mà người ta trầm trồ khen ngợi xì xào thì biết là đang khen mình đẹp trai. thì tức là khen cả Phật đẹp trai quá và ngài là hầu là cũng đẹp trai quá, thì bắt đầu ngài mới phải lên cái tâm tự kiêu và mình là con Phật, mình đẹp trai cũng không dám đi được Phật, bắt đầu tự kiêu là ham thích về cái vẻ đẹp của mình và khởi lên cái tâm tự kiêu, cứ phải biết được phải quay lại cái phần nói liền, phần nói rằng là đừng có chấp mắc vào cái thân này sắc, đừng có chấp mắc vào sắc, đừng có chấp mắc vào thọ, đừng chấp mắc vào tưởng, đừng chấp tức là vào năm mẩn đó. Thì khi mà Đức Phật nghe Đức Phật nói vậy, hụt hứng để Đức Phật biết được cái tâm ý ngài có theo tâm thông mà ngài có thể tác ý thì ngài có thể thấy được cái điều đó, thì ngài nói là đừng có chấp mắc vào đó. Thì tuy là cụ hướng nhưng mà cũng là cái người học sau đó là cái người học tâm xuất ra nên ngài về ngài tư duy thiền định lại những cái lời Phật nói, thì Đức Phật dạy cái pháp quán chánh niệm đấy là quán về tứ đại và quán về vô ngã, nhưng mà với cái mức độ của ngài La Hầu La thì còn hơi khó đối với cái pháp này, nhưng mà tuy nhiên trong một hoàn cảnh đó thì ngài lại có thể quán được. Nhưng mà lúc mà ngài thiền quán như vậy thì ngài Xá Lợi Phất đến thì ngài Xá Lợi Phất không hiểu được cái nội dung ở bên trong, cho nên thế ngài La Hầu La ngồi thiền định thì nghĩ rằng là còn nhỏ quá thì chắc là chỉ có dạy cái pháp quán hơi thở là dễ nhất cho ngài La Hầu La, thì mới chỉ cái quán hơi thở. Thì ngài La Hầu La tuy rằng cái pháp quán hơi thở rất là dễ, nhưng ngài La Hầu La do không có một cái môi trường, tức là không có cái hoàn cảnh này, cho nên ngài chả hiểu gì cả. Được Xá Lợi Phất dạy cho là quán hơi thở ra như thế nào và chánh niệm với hơi thở như thế nào, ngài nghe xong ngài mù tịt không biết gì hết. Nhưng mà cái quán về bốn đại tức là địa thủy hòa phong, tức là trong cái hoàn cảnh mà đang tự hào về cái cơ thể đẹp đẽ của mình ấy, Đức Phật quán vô dạy cho cái quán vô thường thì ngài thấm được. Thì là ngài để quán cái đó thì ngài thấm được, nhưng mà khi mà được ngài Xá Lợi Phất dạy thêm về các pháp quán hơi thở, ngài không hiểu, cho nên ngài quay trở lại hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật dạy một cách rất tỉ mỉ về quán tứ đại là cái gì và quán về năm uẩn như thế nào, thì sau này chúng ta sẽ học cách chi tiết hơn. Và sau khi mà dạy cách cái đó thì bắt đầu Đức Phật mới từ từ dạy về quán niệm hơi thở cho ngài La Hầu La. Thì chúng ta thấy là mặc dù là cái pháp quán niệm hơi thở là cái pháp quán rất là dễ, nhưng mà nó phải có môi trường hoàn cảnh nên học pháp cũng giống như vậy. Chúng ta bởi vậy cho nên là Đức Phật mới phải thiết nhiều cái pháp môn ở bậc, vì là tùy từng đối tượng, tùy từng hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy cái khả năng mức độ chúng ta thích hợp với một cái pháp nào thì chúng ta lựa chọn cái đó chúng ta học. Thì đó là các cái pháp quán niệm để có được chánh niệm. Thì cái pháp quán này nó còn rất nhiều thứ để nói, nhưng mà sẽ có những cái bài chúng ta học nó sẽ cụ thể hơn để chúng ta đi tiếp. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây là một cái như vừa để nói đó, có rất nhiều các phương pháp quán khác nhau, như Đức Phật dạy ngài La Hầu La tức là quán vô thường, tức là ngài đang chớp mắt vào cái cơ thể đẹp đẽ của ngài, thì Đức Phật dạy các quán vô thường để cho cắt đứt cái dòng tư tưởng và tham đắm vào cái thân của mình. Hoặc là nếu như mà chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta thở lên kiêu mạn đó, thì Đức Phật dạy các pháp quán tứ đại. Tứ đại là gì? Tức là chẳng hạn quán tức là chúng ta đang kiêu hãnh hay là đang tự kiêu, hoặc là chúng ta không có thể nhẫn nhịn được ai mà có một cái tâm sân rất lớn ấy, thì Đức Phật dạy các quán tứ đại. Quán tứ đại là gì? Tức là có tứ đại của bốn điện, thủy, hỏa, phong. Thì một trong những quán tứ đại đó là quán giống như là đất. Thì đất là gì? Đất tức là chúng ta thấy là nó sẽ dung chứa tất cả mọi thứ ở trên đời này, từ sạch sẽ, từ thơm tho cho đến mất tinh. Chúng ta muốn luyện gì vào đất nó cũng chịu và nó cũng hấp thụ và nó chuyển hóa được. Thì khi mà chúng ta đang sân hận thì chúng ta quán tứ đại, tức là quán chúng ta giống như đất vậy, có thể chứa được tất cả những cái cơn hận đó và có thể chuyển hóa được những cái đó. Thì đó là những cái pháp quán tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo tâm thức của mình. Nếu như mà chúng ta sân hận thì chúng ta quán tứ đại, nếu như mà chúng ta tán loạn quá thì chúng ta có thể dùng những cái pháp quán về hơi thở để cho nó bình lặng cái tâm hồn lại. Sẽ đi câu hỏi thầy thế sau đó. Dạ. Là con thì
có nhiều thầy đó thì nói là ngồi nghe thiền đó cái tâm mình tĩnh lặng hay phải sống một cái tĩnh lặng thì cố gắng là thở lại, cố gắng là thở lại theo dõi là thở là mình ra vô thở ra vô thế nào đó nhưng mà không có nói là có nghĩa là mình quán không quán thọ quán vô thường quán này kia cho nên là nếu mà như vậy á thì ngồi chung mình ngồi thiền á thì còn giữ lành đó là chỉ có cái giữ cái tâm mình á nó được cái loạn động hơn. Dạ. Yeah. Là đó là cái không có mình không có. Dạ yeah, thì tức là khi mà cái tâm của mình mà nó quá bị tán loạn á thì mình nên vì cái mức độ của chúng ta tu nó còn hạn chế cho nên cái thầy nói thì nó cũng có cái mức độ đúng của nó rồi mà thì chúng ta quá tán loạn á thì chúng ta dùng cái đó để cho nó tĩnh lặng lại. Nhưng mà cái mục đích của thiền định không phải chỉ tĩnh lặng bởi vì tham quan sân quan si quan mà chúng ta tĩnh lặng thì nó còn ngủ yên trong đó nó không có thể mà đào thải ra được mà chúng ta bởi vì cho nên chúng ta thấy là thiền định mới định là đào luyện tâm linh đào luyện tức là khi mà chúng ta có được cái tĩnh lặng này rồi để làm gì để chúng ta diệt trừ những cái này diệt trừ những cái kiết sử thì chúng ta có thể đạt được sơ quả thứ nhi quả tam quả tứ quả nhưng mà tĩnh lặng không thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta xuất thiền xong rồi thì đâu vào đấy ra cuộc sống thì nó lại ồ ạt nó tới thì chúng ta lại mấy cái tĩnh lặng đó. Thiền là không giống thiền á thì nó nói là bây giờ là tâm được tĩnh lặng rồi thì ngồi đó làm gì nữa bây giờ không nếu mà không có làm cái gì hết thì tâm tĩnh lặng ngồi một cống nữa thôi chẳng làm gì nữa. Dạ, ngồi một đống đó thì có một cái kết quả như thế này nếu mà không có đầu được tâm linh thì chúng ta biết có cái kết quả gì không? Ngồi trầm tự nhiên một trầm vì chúng ta tĩnh lặng rồi mà không có cái gì làm thì nó sẽ đưa đến con đường thôi cho nên chúng ta phải đào lên làm sao để chúng ta quán chiếu chúng ta thấy là tâm chúng ta còn cái gì cũng giống như là chúng ta chẳng hạn như là chúng ta học toán đi chúng ta còn dở về phép chia thì chúng ta phải chú ý đến cái phép chia này chúng ta phải thực hành đi thực hành tới thực hành lui thì chúng ta sẽ nhận biết còn nếu như mà ai mà dở cái việc thực hành pháp nhân thì chúng ta phải chú ý cái tâm nhân này chúng ta thực hành tới thực hành lui thì chúng ta sẽ thuần thuần đến với nó cũng tương tự như vậy cái cuộc sống của chúng ta cái việc tu tập của chúng ta thấy là trong tâm thức chúng ta quán chiếu hàng ngày cuộc sống hàng ngày của chúng ta nếu mà động cái chúng ta sân thì chúng ta lưu ý đến ngày nào thì trong cái lúc thiền định khi mình tĩnh lặng rồi đó thì chúng ta chú ý đến ngày này chúng ta trừ được cái ngày còn nếu như mà chúng ta thấy là chúng ta hay ngủ gục đó nếu mà hay ngủ gục mà chúng ta tu một cái thiền hoặc là thiền tĩnh lặng nữa thì chúng ta sẽ ngủ dài dài hơn cho nên là khi mà ngủ gục đó thì chúng ta lại có những cái khác tức là chúng ta có thể có những quán chiếu về cảm thọ của mình để nhận biết rằng là cái tâm tư cái tâm thức của chúng ta đang bị cái gì dùng cái hoặc là dùng bất cứ một object tức là một cái vật nào đó để chúng ta quán chiếu để cho chúng ta vượt qua một cái cơn ngủ gục đó sai phạm về cái kia thì nếu mà mình nhận thấy là mình có bị kẹt vào cái gì đó đúng rồi là đúng rồi tức là nhiều khi chúng ta thấy là những thầy mà thiền định vẫn cứ nói là ví dụ như là mình ngày mai mình có cái kỳ thi chẳng hạn thì có thể nói là meditate on that tức là chúng ta hãy thiền định vào cái kỳ thi đó là gì để chúng ta đừng có vì khi mà thi chúng ta cảm khởi lên mà chúng ta chưa có chuẩn bị rõ ràng thì chúng ta thấy là chúng ta khởi lên cái cảm giác họ lo mà khi mà lo đó thì chúng ta làm bài sẽ không tốt cho nên là meditate on that tức là vì chúng ta làm cái tâm mình ít nhất là bình lặng lại để chúng ta làm cái việc đó và trong cuộc sống như vậy rất nhiều thứ nó xảy ra lên xuống up and down cuộc sống chúng ta meditate on that còn cái up and down đó thì chúng ta thấy là cuộc sống sẽ bình lặng lại chúng ta nhìn sự vật rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ xử lý một cách cụ thể hơn định là cái gì định là cái mục đích để đưa đến cái tuệ chúng ta giải quyết sự việc một cách thấu đáo hơn và triệt để hơn và đúng hơn chứ không phải định để cho chúng ta chỉ có bình lặng. Bình lặng thì chúng ta thấy là có rất nhiều cách để bình lặng. Chúng ta thấy được không ạ?
Rồi, cái đoạn tiếp theo thì chỉ giải thích thêm một số cái chánh niệm chúng ta đi tiếp cái chi phần thứ ba của định, đó là mental discipline, là right concentration, ở cái đoạn cuối cùng đó là chánh định. Chúng ta đọc một cái đoạn này nhé. The third and last factor of mental discipline is right concentration. Leading to the fourth state of dhyana. January. Core. Chance. Cash. Or. Requirement. Requirement. In the first state of dhyana. Personal desires. And certain unwholesome. And thoughts. Life. Sense or lust. Your will. Langer. Worry. Belly slit. And sketch for doubt. And discarded. And feeling. Of joy. And happiness. And happiness. And maintain. And along with. Certain mental activity. In the second state. All intellectual activities. Tranquility. And one point. And the feeling. Of joy. And happiness. Are still retained. In the third state. The feeling of joy, which is an active sensation, also disappears. Why the disposition of happiness still remains in addition to mindful equanimity. In the fourth state of dhyana, all sensations, even of happiness. And happiness, and joy and sorrow disappear. All in pure equanimity, and awareness remains. Cái đoạn này sẽ giải thích rõ thêm về cái phần thiền định, để chúng ta thấy là không phải chúng ta chỉ có ngồi để tĩnh lặng, mà chúng ta phải lần lượt như vừa nãy nói, chúng ta phải lần lượt đào sâu để mà dẹp bỏ, đào lên. Đào sớm lên để mà dẹp bỏ tất cả những cái kết sử của chúng ta. Thì the third step, tức là phần cuối cùng của kỷ luật tâm linh hay đạo đức tâm linh hay là thiền định, đó chính là chánh định. Thì nhờ quyết định này sẽ đưa chúng ta đến tứ thiền. Tứ thiền này gọi là tứ thiền sắp tới đó. Khi mà chúng ta có được tức là chúng ta có được như mình nói là ly dục, ly bất thiện pháp. Thì hai yếu tố này sẽ đưa chúng ta đến sơ thiền. Sơ thiền là gì? Tức là thiền, tức là một cái trạng thái tĩnh lặng, tĩnh lặng của tất cả những cái tính lặng là tất cả những cái dục, cái bất thiện pháp. Cái dục của bất thiện pháp này nó chính là những nhân tố làm cho chúng ta sao động cái tâm thức và cái thân thể của chúng ta. Khi mà chúng ta gạt bỏ hai cái này thì chúng ta sẽ đi vào trạng thái của thiền. Thì chúng ta thấy là tứ thiền của sắc giới, cái sơ thiền, cái trạng thái thứ nhất của sơ thiền là chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp ở đây. Tức là cái yếu tố thứ ba của kỷ luật tâm linh đó chính là chánh định. Chánh định đưa đến bốn, đưa đến tứ thiền, chúng ta thường gọi là trạng thái tĩnh lặng hay là tập trung của tâm thức ở trạng thái sơ thiền. In the first state of dhyana, tức là sơ thiền đó, là tất cả tham muốn, tức là tham dục đó, là chúng ta phải ly dục này. Tham dục và sơ thiền là unwholesome thought, tức là những cái bất thiện pháp, chúng ta thấy là bất thiện pháp ở đây. Hai cái mà chính. Dạ. Kết quả của cái sơ thiền hay là mình phải dùng cái mình áp dụng cái ly dục ly bất thiện pháp để
ly dục và ly bất thiện pháp có phải là kết quả của sơ thiền hay không, đúng không? Thì xin thưa rằng là chúng ta cái sơ thiền này, nếu mà nói kết quả thì cái sơ thiền này được gọi là kết quả của hai cái này. Khi mà chúng ta lìa bỏ được tất cả các lòng dục tham muốn, lìa bỏ được tất cả thiện pháp thì tự nhiên như nên nói là thân và tâm chúng ta bình đẳng lại, là lập tức chúng ta nhập vào sơ thiền. Nên chúng ta nhớ một cái câu này giống như gọi là cái câu thần chú chúng ta ly dục ly bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, tức là chúng ta nó có hệ quả ly dục ly bất thiện pháp chúng ta sẽ chứng và chú thiền thứ nhất. Chúng ta làm xong hai việc này, làm xong ly dục ly bất thiện pháp thì lập tức chúng ta kết quả là chúng ta sẽ đưa chúng ta vào sơ thiền. Cái ly dục ly bất thiện pháp là cái kết quả của cái tu, cái giới, cái không, đây là cái việc mà chúng ta phải làm. Chúng ta đây là cái mà gọi là cái việc chúng ta phải làm, tức là cái điều kiện cần. Chúng ta phải làm cái ly dục, chúng ta phải bỏ được dục, bỏ được bất thiện pháp. Đó là cái điều kiện cần để chúng ta đưa đến sơ thiền. Khi mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi sâu vào thiền đó thì cái lúc đó là thân khẩu ý chúng ta yên tĩnh, thì chúng ta lúc đó là chúng ta đã ly được dục ly được thiền pháp. Và nếu mà tức là chúng ta ra khỏi thiền thì chúng ta lại đứng mắt vào cái này. Nếu mà chúng ta có thể trú ở trong thiền bất kỳ một hoàn cảnh nào, tức là có thể nhận tỉnh giác ở bất cứ một hoàn cảnh nào đó, kể cả trong lúc chúng ta ngồi thiền, trong lúc chúng ta đi đứng ngồi nằm làm việc, mà chúng ta giữ được cái trạng thái đó, tức là chúng ta luôn luôn trong trạng thái của sơ thiền. Như vậy là mình cái tâm tĩnh lặng rồi đó, yeah. Là đương nhiên là mình ra khỏi cái dục, yeah. Có thiện pháp rồi. Yeah. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý nhiều khi đó, cái ly dục này nó rất là nguy hiểm, nó có thể là tùy biên ở trong chúng ta. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta diệt được nó rồi, nhưng mà trong một hoàn cảnh nào đó tự nhiên nó khởi lên, tức là có cái điều kiện khởi lên. Trong bình thường như này, trong một lớp học này chúng ta thấy là chúng ta không hề có, nhưng mà khi ra ngoài kia đó chúng ta thấy là chúng ta gặp phải cái gì đó nó bắt đầu đùng đùng nó nổi lên, hoặc là ai chọc một cái gì đó quýnh mình ra kia, tự nhiên mình vừa học đang hôm nay mình thấy là liên tục thì có thể ta quan hệ với lại người kia cho cái bốp cái đùng đùng nổi lên, chúng ta thấy là trong đây chúng ta không có cái sân đó mà ra ngoài kia chúng ta đùng đùng chúng ta có, cho nên nó tùy biến nó vẫn còn làm cho chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta phải đi sâu hơn sơ thiền, là chúng ta là vì lý do đấy, tức là chúng ta phải nhổ tận gốc nó lên, giống như nhổ cỏ chúng ta cắt cái ly dục, chúng ta ngồi trong thiền chúng ta mới cắt được mặt thiền thôi, nhưng mà đi sâu vào thiền là nó có tuệ nữa, chúng ta cắt từ cái gốc lên là không có thể nhổ nó lên cả. Nhận được chưa? Thì trạng thái thứ nhất là sơ thiền, là chúng ta ly dục đi bất thiện pháp, tức là excellent design và certain unwholesome thought, tức là tất cả những cái ở dưới đây, tức là tham dục sân rồi con trầm worry, tức là lo lắng, rồi restlessness, tức là trào cử, rồi nghi, tất cả những cái đó là một số các cái bất thiện pháp đó. Này trên tất nhiên nó còn nhiều nữa, tức là chúng ta liền dục liền được các bất thiện pháp giống như này thì chúng ta sẽ vào sơ thiền. Nhưng mà cái sơ thiền tức là gì, chúng ta liền được cái đó, nhưng mà chúng ta còn có cái gì gọi là tầm và tứ. Cái này thì chúng ta không kịp thời gian, nhưng mà chắc cái này như cũng có nói sơ sơ đúng không? Tức là khi mà sơ thiền chúng ta còn tầm và tứ, tức là chúng ta còn được tìm, rồi còn được suy tư cái pháp để chúng ta tu tập, thì tức là sơ thiền chúng ta liền được dùng liền được pháp, nhưng mà nó còn tầm và tứ đến nhị thiền á, thì chúng ta bỏ tầm tứ thì chỉ còn hỷ. Và đến sơ thiền nhị thiền tam thiền thì chúng ta còn là vượt qua hỷ, có thể đang đến sẽ nói kỹ cái này hơn. Và đến tứ thiền thì chúng ta phải xả thiền thanh tịnh thôi. Thì cái đoạn vừa rồi đó là chính là nói về bốn thiền. Khi mà chúng ta đắc được chánh niệm, đắc được chánh định rồi thì chúng ta sẽ trú vào tứ thiền. Với năm sơ thiền thì có năm thiền chi, tập tứ hỷ lạc nhất tâm, nhất tâm chính là xả. Và nhị thiền thì chúng ta vượt qua tầm tứ còn hỷ, tam thiền thì chúng ta vượt qua hỷ hoặc lạc, và tứ thiền thì chúng ta xả thiền thanh tịnh. Thì có thời gian thì sẽ nói rõ thêm về cái này, và trong những môn khác thì nếu mà chúng ta học tiếp về tu bổ thì chúng ta sẽ gặp lại những cái điều này. Thì chúng ta đi tiếp cái phần trí tuệ nha, được chưa? The remaining two factors, namely
thinking, right thought, right, and right understanding, right understanding, goes into wisdom. Right thought, right, you know, the thoughts of selfless renunciation, of attachment, thoughts of love, thoughts of non-violence, which are extended to all beings. Thì hai cái chi phần còn lại là chánh kiến và chánh tư duy thì tạo nên trí tuệ. Chánh kiến tức là liên hệ đến những cái tư duy tư tưởng mà vô ngã hay là từ bỏ một cái tình thương không có bất bạo động, và nó là cái tình thương cho tất cả nhân loại, tất cả beings, tất cả mọi người và kể cả những loài chúng sinh khác. Thì những cái chỗ tiếp theo thì để tinh thêm để chúng ta để đọc thêm nhé. Để đọc sang cái phần sang trang số 98, phần Right Understanding. Right understanding. Right understanding is the understanding, is the understanding of things, of things as they are, as they are. And it is the form of truth, the form of truth that explains things as they are, as they are. My understanding, therefore, is ultimately reduced to the understanding of the formable truth. Chánh kiến tức là cái thấy biết sự vật như nó là, và tứ diệu đế chính là cái mà chúng ta giải thích sự vật như nó là, và chính vì thế mà chánh kiến được hiểu như là cái hiểu biết về tứ diệu đế. Thì những cái tiếp theo thì là giải thích chúng ta phải đọc thêm mà cái phần cuối cùng được four functions regarding the four noble truth thì cũng không có gì khó khăn, tức là chỉ có bốn cái chúng ta cần biết là đối với tứ diệu đế là khẩu chúng ta cần phải biết, và tập thì chúng ta phải đoạn, và diệt nên đứng, và đạo nên tu, là bốn cái mà chúng ta gọi trong tham thiên trong sách thì gọi là bốn nhiệm vụ chúng ta thi hành, là bốn việc chúng ta phải làm đối với tứ diệu đế. Thì hôm nay cái bài hôm nay là chúng ta kết thúc về một cái luận bài về tứ diệu đế của nó của Phật Việt Nam. Thì chúng ta còn thắc mắc gì không? Thắc mắc thì chúng ta hỏi hướng. Well,